hội Hoa Lan Việt Nam vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân thủ đô đến tham quan thưởng lãm. Đây là dịp để những người yêu hoa lan có cơ hội được ngắm nhìn loài hoa thanh khiết mỗi năm chỉ nở một lần. Sự kiện do Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức nhằm kết nối và tạo ra văn hóa chơi hoa lan lành mạnh. Lan phi điệp xuất xứ từ Cao Phong, lan năm cánh trắng HO cùng với hơn 3.000 cây lan đến từ nhiều vùng miền đất nước đang khoe sắc tranh tài trong ngày hội hoa lan Việt Nam. Những tác phẩm chất lượng cao được ban tổ chức lựa chọn để tham gia trưng bày và dự thi nhằm tạo không gian thưởng lãm đặc biệt, thú vị cho người yêu sinh vật cảnh cũng như khách tham quan. Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng mà mình rất thích đến để ngắm hoa, về cả năm mới được nở một lần. Vừa đẹp, vừa thơm, vừa nói chung là hấp dẫn lắm. Thì thông qua những cái cuộc trưng bày triển lãm như thế này đã lan tỏa cái đẹp đến toàn thể cộng đồng những anh em đã chơi và giới thiệu cái nét đẹp của cây lan với người sắp chơi. Không chỉ vinh danh những tác phẩm đẹp công phu, lễ hội còn là nơi giao lưu, học hỏi kiến thức giữa các cá nhân và nhà vườn tâm huyết với cây cảnh. Xuất phát từ niềm yêu hoa lan của anh em ban tổ chức, muốn tạo ra một cái sân chơi lành mạnh để cho tất cả anh em yêu lan cả nước được đoàn kết và được đoàn tụ về đây để cùng nhau lan tỏa, cùng nhau hướng đến cái đẹp và cùng nhau trao đổi những cái kinh nghiệm và để trong chăm sóc cây trồng hoa lan. Lần này thì có thể nói rằng là quy mô rất lớn từ trước đến giờ, nó đem lại những cái tác phẩm rất là hoành tráng. Và vì đúng mùa nở cho nên là nó tạo nên cái vẻ đẹp rất quyến rũ và đặc biệt hương thơm kỳ diệu hoa lan. Có thể nói lần này là lần mà tạo nên cái đông đủ về hoa của ba miền đất nước. Hoa lan không chỉ là thú chơi tao nhã của người chơi sinh vật cảnh, mà đây còn là một trong 7 ngành nghề mũi nhọn phát triển nông thôn mới. Nhiều năm trở lại đây, phong trào chơi sinh vật cảnh nói chung, nuôi trồng hoa lan nói riêng đã phát triển sôi động, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo từ nhu cầu tận hưởng cái đẹp. Chào những anh em Hà Nội. Xin chào cả nhà yêu dấu. Mọi người đến đâu rồi? Các tác phẩm đâu rồi? Hello Lê Sơn. Xin chào Ba Bảy. Anh em Ba Bảy đã có mặt ở Công viên Thống Nhất thành phố Hà Nội. Hello. Tuyệt vời quá. Tác phẩm gì nhất rồi? Nhất luôn. Đây là tác phẩm anh em mang từ xứ Nghệ, quê hương Bác. Nghe giọng quen quá rồi mà. Xin chào em nhé. Em đến lâu chưa? Em vừa đến lúc em mang cây vào xong rồi em ra. Ok em. Vâng. Em đi đã nhá. Ok em. Vâng. Thành là tối gặp. Vâng. Nhưng mà với nhau. Hội hiệp đâu hả anh Sơn? Đây. Hello anh. Thủ đô Hà Nội xin kính chào quý khách và đặc biệt đón chào chủ tịch tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Những giỏ hoa, những tác phẩm anh em mang từ quê hương Bác. Đây là giò Cửu Long. Cửu Long Cao Phong. Quan trọng là nó là 9 tân hoa luôn đúng không? 2, 4, 6, 8 đúng rồi, 9 tân luôn. 2, 4, 6, 8. Nhưng mà cái này nếu mà mình chấm thôi, à may quá nó tòi được mầm cái lên là đủ, là hơn 9 nhá. Nó mà bên dưới 9 thì thôi lại không đạt tiêu chuẩn nhá. Ờ đúng không? Hơn rồi, bây giờ nó là 10. 11 luôn đấy ạ. 11 à? Vâng. Ok ok. Kia 11 luôn. Cái đấy trong ngày mai buổi ấy thì mình chở xe ra đây. Vâng. Thì sẽ treo ra đây, rồi nếu dự thi. Lê Sơn xin chào toàn thể anh chị em đang 120 anh chị em đang theo dõi. Lê Sơn đang có mặt tại trung tâm
triển lãm hoa lan Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay tại công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Và để chào anh em ban tổ chức trưa nay ăn cơm hộp cái. Chào em nhé. Chào anh Ngọc ngay. Đấy, hoa lan Việt Nam 2022. Anh. Được nhiều tác phẩm chưa em? Trang trí khu vực này. À. Tác phẩm chính kia xa. Ừ. Xin chào những người bạn thân yêu. Giờ sao lại giờ sáng? Chưa ở đây rồi. Chưa ở đây rồi à? Sao không nhìn thấy? À, nhưng mà không qua đấy gì. Cơm hộp không đủ. Chào chào cả nhà nhá. Chuẩn bị cho cả chú bảo vệ ăn buổi tối. Đúng rồi, đây đó đó. À, cầm máy cho tôi cả. Đây đây. Bây giờ tôi chào mọi người cả nhá. Xin chào tất cả anh em nhá. Lê Sơn và anh em Hòa Bình đang dần dần tiến về với ngày hội hoa lan Việt Nam tại công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Hello, trân trọng mời tất cả anh em yêu lan trên cả nước hãy về dành thời gian về với ngày hội lớn này. Chúc tất cả anh em trên chuyến vi hành ra Hà Nội Thượng Lộ Bình An. Chúc mọi người có một festival hoa. Kỳ nghỉ với Festival Hoa Việt Nam Bình An, Thượng Lộ Bình An và hạnh phúc nha mọi người nha. Xin cảm ơn anh, cảm ơn bạn. Chào nhá. Hey, em Thành. Anh ra sáng. Ở đây là con nắng. À ui, chào bạn. Chào lâu chưa? Em vừa sang. À vừa sang à? Ở đây có ai cũng là những người bạn của mình mọi người. Chào em. Toàn những anh em yêu lan bây giờ khu vực vòng ngoài đang nhận tác phẩm mọi người nhé. Và mình sẽ đi vào khu trung tâm. Em xin chào cả nhà. Ở đây nó nắng mà em đeo kính râm nên là không nhìn được cái nick của từng người. Em xin chào các anh, các chị và các bạn. Chúc cả nhà có một buổi chiều thứ bảy thật vui vẻ và bình an. Những tác phẩm của em, anh em Hòa Bình đây. Đây là tác phẩm của em Thảo Ma, Tân Lạc Hòa Bình. Không thấy người đâu, em chỉ nhìn thấy tác phẩm. Em chào tác phẩm của Thảo Ma. Chào các em. Chào em. Anh mới ra. Được rồi, anh ra từ chưa? Đẹp quá, tuyệt vời quá. Cái này lại đây mọi người ơi, đây là tác phẩm của vườn lan Thảo Trang, Tân Lạc Hòa Bình. Cõng hai tác phẩm này từ trong Hòa Bình ra. Đấy, mọi người thấy bao nhiêu cái sự tâm huyết từ gửi hết vào đây. Đấy. Con thì nó mẹ đang con đang con đây. Để anh tác phẩm thường Cửu Long. Trong việc ăn lên trưa. Không chưa có việc ở bên kia. Anh biết rồi, bán muốn ăn cơm hộp đi. Thế thương quá mà anh đem vào đếm với thiếu hộp thì anh cho anh ra mà. Xin chào 168 anh chị em nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Đây là những tác phẩm ở cổng khu thi ạ. Đây này là khu thi. Nhưng mà anh chị em vào tham quan khu trưng bày. Thảo ơi, cái này sáng vừa chuyển ra đây mấy giờ? Em từ đêm qua. À, từ tối qua luôn à? Chưa ngủ tí nào. À. Cẩu, dùng cẩu vì sợ là ban ngày họ cấm đường. Tức là đi đêm. Vâng, ok em. Tác phẩm là của anh Trung trong phế ra kia. Ở đấy. Ôi! Sang đây! Em xin chào cả nhà, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Em sẽ dẫn anh chị em tham quan tổng một vòng trưng bày. Tác phẩm năm cánh trang phú thọ của anh Ngô Quốc Trung. Xin chào những người bạn thân yêu từ Huế. Chào các bạn nhé, tuyệt vời quá. Đi ra đã vất vả, còn mang theo những tác phẩm này. Chào các em nhé, chào anh em. Chào anh. Chào anh. Quá tuyệt vời, đây là những anh em từ Thiên Huế. Đó. Đó đây anh em chọn chú đi. Anh chọn đi. Đây mọi người nhé, em sẽ đi lướt một vòng anh chị em tham quan. Hello em Toàn. Yeah, tuyệt vời. Chào anh em. Đây bạn thưa mọi người, đây những tác phẩm phú thọ rất đạt tiêu chuẩn. Hoa này là hoa tự nhiên, có cả kỳ ra, có cả kỳ, nhưng mà
anh em xuống hơi sớm, mặt mất kia rồi. Anh đang ở trong Phú Thọ, Hồng Nguyên Thủy, Hồng Nguyên Thủy, mắt mờ Hải Dương. Đây là những tác phẩm kinh điển về Lan Can Trắng Phú Thọ đây. Quá đẹp, quá xuồn luôn. Không cần đứng chí nữa đấy, mọi người không khí ở tại hội tại festival đang rất náo nhiệt. Xin chào những người anh cả. Chào những người anh. Chào em. À, chào anh. Tuyệt vời quá anh ơi. Thời gian tôi đang rất lộng lẫy mà khu vực này rất râm mát mà thích hợp. Tức là để cho anh em mang những tác phẩm đến này này. Chỗ này không cây nè. Đó, được cho ta đi. Rồi, ok. Tôi em đi lướt vòng để cho bà con của em tham quan này. Chào 268 anh chị em đang theo dõi. Kính chúc đại gia đình chúng ta có một buổi chiều thứ bảy thật vui vẻ, hạnh phúc ạ. Tôi mong anh chị em đang xem live của Lê Sơn thì mọi người chia sẻ giúp để cho mọi người sẽ nhìn thấy không khí, không khí và sự náo nhiệt của anh em yêu Lan cả nước. Chào Bác Khanh. Chào Bác Khanh nhé. Chào anh Nghĩa. Những con ông chăm chỉ đây, những giờ gạo cội đây. Anh các anh như anh Nghĩa, anh ra Hội Hòa Bình từ ngày 15. Anh di chuyển từ Vĩnh Long ra Hòa Bình dự Hội Hòa Bình từ ngày 15 đến hôm nay anh vẫn chưa rời khỏi đất Bắc. Mà anh ở đây chắc anh kém giải. Còn bác Lê Khanh thì bác ấy đáp sân máy bay xuống hôm qua. Đúng không ạ? Đúng ạ. Đây là chào bác. Chào bác Hạnh luôn. Vâng, bác Hạnh ạ. Đây là những vị giám khảo cho cuộc thi Hoa Lan ngày mai đấy ạ. Đấy. Làm gì vậy anh ơi, làm gì đó? Đang chạy tu anh ra buộc mấy cái này nè. Đó buộc ra buộc á? Buộc cái nào? Không có người làm. Hết mấy cây này không có người làm giám khảo làm không à? Có được giám khảo làm không thấy. Không làm, không phải làm thì giám khảo. Không, anh cứ để nguyên đấy để ban tổ chức làm. Các bay bác bên giám khảo bác cứ đi ngắm trước đi, bác chấm cho là cái nào mà được. Đây anh ạ, để cho họ đi. Anh yên tâm, ban tổ chức đông mà. Đông mà không. Anh yên tâm. Không, không người làm đông. Không, bác Khanh với bác Nghĩa thì vâng. Bác Khanh ạ. Mà cứ để các bác nghỉ ở đấy rồi để các em nó làm ở đây một đội ngũ rất đấy rồi hùng hậu rồi. Anh Nghĩa ơi. Tất cả các anh là giám khảo, các anh có thể anh đi lướt trước một vòng thôi. Lướt trước một vòng các tác phẩm bác Khanh ạ. Đấy mình chỉ lướt như thế. Để mình để ý khảo sát sau bắt đầu mai bắt đầu mình đi rồi. Xin chào tất cả anh chị em nha. Đây là toàn cảnh cái khu vực trưng bày để các tác phẩm để thi. Đó là bạt ngàn luôn mọi người nha. Không thiếu chỗ treo tác phẩm. Và đặc biệt là đội ngũ bảo vệ rất hùng hậu. Có khoảng 120 người bảo vệ. Hello hello anh em. Đội quân trẻ mạnh sớm thế nhỉ. Chào anh em nhé. Chào anh em. Chào anh em. Chào anh em. Ở đây là khu vực sân khấu. Anh em ban tổ chức sự kiện đang cố gắng hoàn tất trong đêm nay. Đêm nay lên được sóng, lên được hình. Và vào khung giờ này ngày mai thì chương trình sẽ bắt đầu náo nhiệt cho sân khấu. Em cảm ơn sự tương tác và theo dõi của tất cả các anh, các chị và các bạn. Chúc mọi người và cả nhà một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Và chúc anh chị em yêu Lan về với Hà Nội, về với festival Thượng Lộ Bình An may mắn. Đó mọi người, công viên Thống Nhất rất mát, rất nhiều cây. Và đặc biệt thì khu vực trưng bày thi này thì anh em làm những cái khung để treo cho Lan, treo rất chắc chắn. Toàn bộ là khung sự kiện và rất chuyên nghiệp. Mỗi cái dãy này là có một dãy treo ở giữa thôi để mọi người đi xung quanh tham quan được. Hay chào anh. Một không gian rất mát, một không gian rất lý tưởng. Đây là một tác phẩm thổi hồn vào Lan đây. Ôi, anh sợ à? Anh em nhé. Đây có thổi cho anh. Đây là thổi hồn vào Lan đây mọi người ơi. Để em đứng vào. Em đứng vào. Đây là một tác phẩm. Anh Dương Ngọc đây, anh đây bảo thông hoa luôn nữa rồi. Giới thiệu anh em, đây là một tác phẩm mà Năm Cánh Trắng Phú Thọ của em Hòa. Đến Vân Lan Hòa Lùn. Vân Lan Hòa Lùn đến từ Phú Thọ. Đâu? Đến từ chùa Hòa, gần Cây Dương, anh Dương thì các em mấy cây. Rồi. Đúng là Hà Nội rồi. Vâng.
em hỏi lúc anh cứ nhầm với em là người Phú Thọ. Trong đây một cái lưu mà bạn ấy để một tác phẩm trưng bày này thì trên một cái bàn máy khâu, máy khâu này là máy khâu năm con bướm ngày xưa mọi người. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Máy khâu này, máy khâu thời các cụ. Rất tuyệt vời. Tối mới đẹp ấy ạ, tối em bật đèn, nó tỏa ra các cái tia đèn. Ok em, rất tuyệt vời. Thì nó tôn cái chậu lan của mình lên một cái nghệ thuật cao. Cái tác phẩm này là... Cái rêu này của em là một năm rời, hơn một năm rời. Rêu thuần mọi người nhé, tức là hoàn toàn là thuần trọng. Chúc mừng em, tác phẩm này sẽ có giải. Vâng. Em hỏi nhé. Chúc mừng em. Anh Hưng chim thì là ngay nhà em. À, Hưng chim gần nhà em. Vâng, vâng. Chúc mừng em. Vâng, vâng. Vâng, 80 cho chị em đang cho giá. Sẽ mất tiền, nó sẽ có tiếng ồn. Mọi người là cái tầm này hoa nở muộn thì đa số là những cây của quê hương miền Bắc thì là còn hoa, nên là chắc chắn là sẽ sự đa dạng về hoa trong cuộc thi này nó sẽ không được đa dạng như những tuần trước, vì hôm nay là chúng ta là cuối tháng 6 rồi, đặc biệt là giải hạt thì miền Bắc thì mới còn thôi, còn cái giống của miền Nam. Bên nào anh chào em? Anh tới lâu chưa? Anh đến khá lâu rồi, cây hậu đẹp quá. Mọi người đấy đang có tới nè. Wow, quá đẹp mọi người, cây hậu này. Tôi ủng hộ cho em đấy. Ngày mai rất tuyệt vời đấy. Dạ. Chúc mừng em. Vâng. Dạ. Cảm ơn anh. Nhưng mà cái này mà mai là phổ chung thêm rêu hay gì ở đây? À, thế. Rêu màu xanh nhé. Dạ. Nó đẹp. Để mà thi. Dạ. Thi nó rất đẹp. Dạ. Chúc mừng em nhé. Vâng. Đẹp quá. Đấy. Cây như cây á hậu này mọi người này. Cây á hậu nó thuộc vùng núi phía Bắc thì nó sẽ đây là một tác phẩm của anh em Hà Nội. Bây giờ tuyệt vời quá. Chào em nhé. Chúc mừng em. Chào em. Tác phẩm đẹp quá. Quá tuyệt vời luôn. Hello người đẹp. Người đẹp hôm nay ăn cơm bụi. Chúc mừng người đẹp. Vất vả quá. Anh em đâu rồi? Anh em mỗi kia ra hết rồi. À vâng. Bye. Đấy thưa mọi người là một cái không gian rất lý tưởng để chúng ta trưng bày. Đó là anh em tâm huyết đã dành rất nhiều công sức thời gian để được phép tổ chức một cái festival hoa như thế này. Mọi người ạ. Nên là mình là chúng ta luôn luôn hãy ghi nhận những công lao to lớn để những anh em đam mê, những người yêu hoa lan. Tâm trí lực cả vật chất. Ủng hộ chương trình và bằng các tác phẩm về tham gia và trưng bày cùng với festival. Cảm ơn tất cả những anh chị em yêu lan đam mê đã tạo được một cái sân chơi, tạo ra được một cái lễ hội để anh em yêu lan cả nước được tụ về đây tại công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Đây là những con ong chăm chỉ trong ban tổ chức các tác phẩm đang được đưa vào ngày hội, đi vào bốn cổng.
Hello em. Đây chủ tịch. Chủ tịch có anh truyền vất vả quá. Hello tất cả anh em nhá. Chào những người anh em thân mến. Chào những người tuyệt vời. Chào tất cả các anh ạ. Bạn ơi, xin chào bạn nhé. Chào tất cả những người bạn nhé. Anh tuyệt vời quá. Nhìn anh chào các em. Chào em nhé. Chủ tịch Võ Anh Truyền đang vất vả. Chào chị. 380 người chào. Chào tạm biệt ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc đại gia đình từ chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.